Đi học kỳ thư. Chỗ em quên cái máy, em đánh quên đi vậy. Đi quay. Đây, từ đi học kỳ thư đây. Đây, từ đi học kỳ thư à. Của cả trường đi học kỳ thư. Đi theo. Từ đi học kỳ thư. Đi cân gì thì anh. Đi công TV nha. Đi tham quan trường kỳ học Kỳ Anh, kỳ thư của Kỳ Anh. Hello, chào đi. Hello. Đi. Hello. Tôi lấy cây xem nha, tôi đi có cây lấy. Tôi là có đi cây này. Đây là trường tiểu học Kỳ Thư Bùi Kỳ Anh ở tỉnh đây. Đây em hâm mộ cái quay. Bây giờ trường cấp 2 đúng không? Tối là cái kia là có nha xem nhá. Quay. Đây có một cái đình. Bên cạnh là trường cấp 2. Trường tiểu học Kỳ Thư rồi. Tôi đã vào cây Mekong TV mà xem nhá. Các bạn này rất hâm mộ. Chào. Đó là trường tiểu học Thư Kỳ.
kỳ thư. Một kỳ thư của kỳ anh của cái trường. Cô cả trường bên cạnh đây là trường cấp 2 kỳ thư. Cô cả trường kỳ học kỳ thư đấy.